Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Văn Đét. Tiếp tục với series hướng dẫn build, nhân vật chính của video hôm nay sẽ là Ahitom, một nhân vật 5 sao hệ thảo đã liên tục làm mưa làm gió trong nhiều kỳ La Hoàng khác nhau. Và hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem anh chàng này nên build như thế nào cho hợp lý, cũng như cách chơi có gì thú vị hay không sau phần intro nha. Đầu tiên là bộ kỹ năng của anh Hải Thâm. Tấn công thường thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp. Các đòn đánh của anh Hải Thâm sau khi có chát băng kính sẽ được đính kèm nguyên tố thảo, cho nên nếu anh em nâng cấp kỹ năng này lên, kết hợp với việc phản ứng nguyên tố, đây cũng là một nguồn bổ sung thêm sát thương cho anh chàng. Kỹ năng nguyên tố, phổ quát, soạn thảo theo mẫu, phóng nhanh về phía trước, gây sát thương nguyên tố thảo cho kẻ địch bên cạnh. Nhấn giữ để vào trạng thái ngắm chuẩn, giúp anh em có thể điều chỉnh phương hướng. Khi thi triển kỹ năng này, anh Hải Thâm sẽ tạo ra một chát băng kính. Nếu lúc này chưa có chát băng kính nào, thì sẽ tạo ra thêm một cái nữa. Tối đa tồn tại 3 chát băng kính, lần lượt biến mất sau mỗi 4 giây, hoặc sẽ biến mất toàn bộ khi anh Hải Thâm rời trận. Chát băng kính là thứ rất quan trọng trong lối chơi cũng như trong cách combo của anh Hải Thâm, và nó sẽ có các hiệu quả như sau. Khi có chát băng kính thì các đòn đánh của anh Hải Thâm đều sẽ được đính kèm nguyên tố thảo không thể bị thay thế. Các đòn đánh khi chúng kẻ địch, chát băng kính sẽ thi triển ánh sáng xung kích, gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo dựa vào số lượng chát băng kính. Giãn cách 1,6 giây sẽ gây sát thương một lần, với ICD khá đặc biệt là 12 giây hoặc 2 đòn đánh, đồng thời kết hợp với các đòn đánh thường mang ICD cơ bản. Cả ánh sáng xung kích lẫn đánh thường kèm nguyên tố thảo đều có đơn vị ấn nguyên tố là 1U như nhau. Khả năng cấp ấn thảo khi đứng sân của anh Hải Thâm là tương đối tốt. Đồng thời, khi ánh sáng xung kích chúng ít nhất một kẻ địch, cứ cách 1,5 giây sẽ tạo một hạt năng lượng. Tiếp theo là kỹ năng nộ, khu vực, xiềng xích cảnh tượng, tạo ra khu vực trói buộc, gây nhiều lần sát thương phạm vi nguyên tố thảo. Khi thi triển, nếu như có chát quan kính thì sẽ tiêu hao hết toàn bộ để gia tăng số lần sát thương gây ra. 2 giây sau khi thi triển xong, dựa vào số lượng chát quan kính tiêu hao sẽ sản sinh lại chát quan kính cho anh Hải Thâm với tỷ số là 3, trừ với số lượng kính tiêu hao. Ví dụ như tiêu hao 1 kính thì sẽ sản sinh lại 2 kính, tiêu hao 0 kính thì sẽ sản sinh lại 3 kính. Đa số thì chúng ta sẽ sử dụng nộ với 0 chát quan kính để có thể sản sinh lại 3 chát quan kính sau 2 giây. Cái này sẽ giúp cho anh Hải Thâm có thêm thời gian để đứng sân và gây nhiều sát thương hơn trong rotation bằng cách tận dụng chát quan kính trong chuỗi các đòn đánh thường sau nộ. Thiên phú thứ nhất, 4 nguyên nhân hiệu chỉnh. Trọng kích hoặc tấn công khi đáp của anh Hải Thâm khi trúng địch sẽ sản sinh một chát quan kính, mỗi 12 giây kích hoạt một lần. Thiên phú này khá giá trị trong quá trình chiến đấu, kết hợp với kỹ năng nguyên tố anh em nhắm lên trên cao rồi cho anh Hải Thâm dùng tấn công khi đáp thì sẽ nhận được ngay 3 chát quan kính mà không cần dùng tới nộ. Đòn trọng kích lại có giá trị hơn sau khi dùng nộ. Để tối ưu thời gian hoạt động chát quan kính trong suốt quá trình combo của anh Hải Thâm thì anh em sẽ phải chú ý dùng trọng kích đúng lúc để cung cấp lại một kính. Tí nữa mình sẽ nói thêm ở phần combo nha. Cuối cùng là thiên phú thứ hai, phơi bày bí mật. Mỗi điểm tinh thông nguyên tố của anh Hải Thâm sẽ tăng 0,1% sát thương gây ra từ ánh sáng xung kích và kỹ năng nộ, tăng tối đa 100% thông qua cách này, tức là cần 1.000 tinh thông nguyên tố để đạt mức tối đa. Tuy nhiên anh em chỉ nên coi thiên phú này là một nguồn tăng sát thương bổ sung, chứ không nên build 1.000 tinh thông cho anh Hải. Phải chú ý nhiều về chỉ số bạo kích nữa nha anh em. Về phần combo, anh Hải Thâm sẽ có rất nhiều cách combo khác nhau và mình sẽ đề xuất cho anh em một số combo mình hay sử dụng nhất nha. Đương nhiên mình vẫn khuyến khích anh em nên tùy cơ ứng biến trong lối đánh. Có những con quái đánh rất đau, ví dụ như La Hoàng có 3 con Mago Kenki hay đám thú thánh hóa, thì nếu anh em không có nhân vật tạo kiên, anh em né đòn thì chắc chắn combo sẽ bị gián đoạn. Nên lý thuyết cũng chỉ là sách giáo khoa để tham khảo thôi ha. Đầu tiên sẽ là combo cho anh Hải Thâm đứng sân lâu để tối đa hóa thời gian của chát quan kính. Đầu tiên, sau khi setup xong các chiêu thức khác từ đồng đội, anh em sẽ bắt đầu combo bằng chiêu nộ, sau đó sẽ đợi 2 giây để nhận được 3 chát quan kính. Anh em có thể né đòn, đánh thường trong vòng 2 giây này hoặc là đổi nhân vật khác ra sân. Nhưng anh em phải chú ý không nên kéo dài quá 2 giây để khi đổi anh Hải ra lại thì không bị mất chát quan kính nha. Ở đây mình sẽ đổi Shinobu ra và dùng E, sau đó đổi anh Hải ra lại và đánh thường 3 cái. Ở đòn đánh thường thứ 3 anh em có thể dùng lướt để bỏ vào animation, từ đây mình sẽ gọi là N3D cho nó gọn nha. Sau đó thực hiện lại N3D thêm một lần nữa. Tiếp theo đánh thường một cái rồi dùng E, sau đó thực hiện lại một lần N3D và anh em đánh thường 3 cái, trọng kích một cái và lướt để bỏ vào animation và thực hiện lại chuỗi đòn này thêm một lần nữa. Anh em có thể xem chú thích ở dưới cho dễ hình dung hơn nha. Ok, combo thứ hai sẽ là combo ngắn gọn và dễ thực hiện hơn. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng nộ của anh Hải Thâm, nhưng lần này sẽ không đổi nhân vật khác ra sân mà sẽ dùng E của anh Hải ngay sau đó và thực hiện chuỗi các đòn đánh thường khá tương tự như combo đầu tiên. Đối với trường hợp phải chiến đấu mà không dùng nộ, ví dụ như không đủ năng lượng để sử dụng, thì anh em có thể combo nhấn giữ E lên không trung và dùng tấn công khi đáp. Vậy là đã có 3 chát băng kính. Tiếp theo anh em có thể tùy biến chuỗi các đòn đánh như N3D và N3CD tùy ý.
Ok, về kỹ năng của anh Hải Thâm thì nó tương đối đơn giản, nhưng để làm chủ được combo cũng như cách vận hành sao cho tối ưu nhất thì chắc chắn anh em sẽ cần phải luyện tập cho quen tay cũng như là giữ bình tĩnh khi chiến đấu ha. Và thứ tự ưu tiên khi nâng cấp kỹ năng mà mình đề xuất cho anh em, đầu tiên anh em nên nâng level 90 cho anh Hải để tối ưu sát thương phản ứng liên quan đến nguyên tố thảo, sau đó là kỹ năng nguyên tố, tiếp theo là tấn công thường, cuối cùng là kỹ năng nộ. Anh Hải Thâm hoàn toàn có thể chơi tốt ở cung mệnh không, nên với mức đầu tư thấp thì nên ưu tiên vũ khí chấn hơn là cung mệnh. Và bây giờ anh em hãy cùng mình điểm sơ qua nha. Cung mệnh 1, ánh sáng xung kích khi đánh trúng kẻ địch sẽ giảm 1,2 giây thời gian hồi kỹ năng nguyên tố, mỗi 1 giây tối đa kích hoạt 1 lần. Nhìn chung, cung mệnh này không thực sự có nhiều tác dụng trong thực chiến. Việc sử dụng kỹ năng nguyên tố lần thứ 2 trong rotation đầu tiên có thể dẫn tới việc kỹ năng không thể hồi lại kịp trong rotation tiếp theo. Cung mệnh 2, khi anh Hải Thâm sản sinh chát vân kính, mỗi cái sẽ tăng 50 tinh thông nguyên tố trong 8 giây, cộng dồn 4 tầng. Mỗi tầng tính thời gian độc lập với nhau. Số lượng kính khi đạt giới hạn vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này. Một cung mệnh đơn giản, nó đem lại cho anh Hải Thâm tổng cộng 200 điểm tinh thông nguyên tố. Cung mệnh 4, khi dùng nộ, mỗi một chát vân kính tiêu hao sẽ tăng cho đồng đội 30 điểm tinh thông trong 15 giây, hoặc mỗi một chát vân kính được tạo ra sẽ tăng cho anh Hải Thâm 10% bắp sát thương nguyên tố thảo trong 15 giây. Trong các combo thông thường thì chúng ta thường dùng nộ trước để tạo ra 3 chát vân kính, nên đa số là anh em chỉ cần quan tâm tới các bắp sát thương nguyên tố thảo là ok. Cung mệnh 6, khi dùng nộ sẽ bỏ qua số chát vân kính tiêu hao, đảm bảo cho anh Hải luôn tạo ra được 3 chát vân kính sau 2 giây. Và khi số lượng kính đạt tới giới hạn, sẽ tăng 10% tỷ lệ và 70% sát thương bạo kích trong 6 giây. Nếu kích hoạt lại trong thời gian duy trì thì sẽ tăng thêm 6 giây. Khá ngon vì nó sẽ nâng sát thương của anh Hải lên. Nhìn chung thì anh em vẫn có thể dùng các combo tương tự như cung mệnh không, nên đây sẽ là từng cung mệnh tốt nhất của anh Hải Thâm. Về vũ khí phù hợp với các lựa chọn 5 sao, đầu tiên chắc chắn là cây chấn, ánh lá phán quyết, cung cấp cho anh Hải Thâm rất nhiều sát thương bạo kích, nội tại tăng sát thương cho tấn công thường và kỹ năng nguyên tố dựa trên tinh thông. Thứ hai sẽ là bàn nham kết lục, vũ khí này cho anh Hải Thâm 44,1% tỷ lệ bạo kích và tăng tấn công dựa trên HP mà không cần điều kiện kích hoạt, rất đơn giản để sử dụng mà hiệu quả đem lại là khá tốt. Tiếp theo sẽ là ánh sáng đêm sương mù, để tối ưu nội tại vũ khí thì anh em nên cho anh Hải Thâm có đủ lượng nạp cần thiết để dùng nộ mỗi rotation nha. Haran Gebaku Fusu cũng là một vũ khí rất tốt cho anh Hải Thâm vì anh Hải sử dụng tương đối nhiều đòn đánh thường trong chuỗi combo của mình. Cuối cùng sẽ là Uraku Mitsugiri, đây cũng là một cây kiếm đơn mà anh Hải Thâm xài rất là tốt, đặc biệt ở trong các trường hợp anh em cho anh Hải Thâm đi cùng với nhân vật hệ nham, ví dụ như Dòng Ly, thì vũ khí này sẽ cho kết quả khá ấn tượng nha anh em. Về các lựa chọn 4 sao, tốt nhất ở thời điểm hiện tại sẽ là Nanh Sói, một vũ khí anh em có thể sở hữu thông qua nhật ký hành trình. Các option 4 sao khác anh em có thể lựa chọn nếu như không đủ điều kiện để lấy Nanh Sói, ví dụ như Ánh Trăng Sea Force. Nhưng cái này lâu lắm rồi mình không thấy nó xuất hiện, chắc là ông thần KV đem nó đi du lịch rồi anh em. Các lựa chọn khác miễn phí như Thiết Phong Kích, Tokabo Shigure đều có thể sử dụng được cho anh Hải Thâm. Và cuối cùng là vũ khí 3 sao, Thần Kiếm Lệ Minh. Đây là vũ khí khá là ngon, anh em cần đảm bảo giữ HP cho anh Hải Thâm trên 90% để giữ được lượng tỷ lệ bạo tăng thêm từ nội tại nha. Vệ thánh di vật phù hợp, anh em có thể sử dụng bộ 4 giấc mộng hoàng kim cho anh Hải Thâm với điều kiện trong đội đó có một nhân vật sử dụng bộ 4 ký ức rừng sâu, nếu không thì anh Hải sẽ sử dụng bộ ký ức rừng sâu nha anh em. Đặc biệt hơn một chút, nếu anh em đi cùng với Furina thì có thể dùng bộ 4 thợ săn Mechosi, đây cũng là một bộ khá ngon cho anh Hải Thâm, cũng với điều kiện nên có một nhân vật khác dùng bộ rừng sâu rồi nha anh em. Và cuối cùng sẽ là các bộ thánh di vật ghép giữa các món tăng tinh thông nguyên tố hoặc cùng với bộ 2 tăng sát thương nguyên tố thảo hoặc bộ 2 đàn kịch hoàng kim, cũng là các option rất ổn nếu như anh em có chỉ số ngon. Về dòng chính nhân thánh di vật, đồng hồ sẽ là tinh thông nguyên tố, ly sẽ là tăng sát thương nguyên tố thảo, nón sẽ là tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích tùy vào chỉ số anh em đang thiếu. Nói một chút về hiệu quả nạp của anh Hải Thâm, kỹ năng nộ yêu cầu tới 70 điểm năng lượng, nên để dùng nộ mỗi rotation nó sẽ yêu cầu anh em phải có khá chỉ số hiệu quả nạp, đương nhiên sẽ tùy đội hình anh em sử dụng mà anh Hải Thâm sẽ cần chỉ số nạp khác nhau. Nộ của anh Hải Thâm ngoài việc cung cấp chát vân kính thì nó không phải là nguồn sát thương chính trong một rotation của anh Hải Thâm, cho nên việc anh em sử dụng nộ đều đặn mỗi rotation là không quá quan trọng, đương nhiên nếu dùng đều đều thì tốt hơn là không rồi ha anh em. Và vì phải phân bổ vào các chỉ số gây sát thương của anh Hải là ưu tiên hàng đầu, nên để yêu cầu thêm chỉ số nạp quá cao thì nó cũng rất là khó trong việc farm thánh di vật, nên việc lựa chọn đồng đội đi cùng anh chàng này nếu như là nhân vật có thể hỗ trợ nạp tốt cho anh Hải Thâm, ví dụ như là Nahida, Raiden hay Fischl, thì sẽ giúp cho anh chàng này dễ dàng dùng nộ đều đặn mà không cần phải kiếm lượng hiệu quả nạp quá cao. Với các anh em dùng nộ cách một rotation thì không cần phải chú ý nhiều về hiệu quả nạp, trong quá trình farm thánh di vật có bao nhiêu nạp thì anh em lấy bấy nhiêu. Với các đội hình chơi lan tràn, ví dụ như có Nahida và cả Fischl, thì hiệu quả nạp chỉ cần dao động từ 110 đến 120%.
với đội hình đi cùng với Nahida, ví dụ như Nasinku nở rộ, thì mình sẽ đề xuất là từ 120-130%. Còn khi anh Hải đi cùng với một nhân vật thảo khác mà không phải là Nahida, thì sẽ là từ 130-140%. Chung quy là nếu anh em lười thay đổi tánh nhân vật liên tục, thì có thể để nạp dao động từ 120-140% là có thể chơi tốt với rất nhiều đội hình khác nhau rồi ha. Về chỉ số phụ ưu tiên trên tánh di vật, đầu tiên là hiệu quả nạp nguyên tố đủ dùng, tiếp theo là tinh thông nguyên tố, tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích, cuối cùng là phần trăm tấn công. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ để bảng các đội hình tiêu biểu của sự góp mặt của anh Hải Thâm ở đây cho anh em tham khảo. Tổng kết lại, tuy đã ra mắt được một thời gian, nhưng sức mạnh của anh Hải Thâm vẫn chưa hề bị suy giảm, vẫn luôn luôn có sự tin dùng lớn tới từ cộng đồng của chúng ta. Nên nếu anh em muốn một sự lựa chọn an toàn, hiệu quả, một nhân vật gây sát thương chủ lực với lối combo tương đối đã tay, thì việc chọn build anh Hải Thâm sẽ rất là hợp lý. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Tạm biệt anh em, bye bye. Tell me what's been going on. Thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant.